Tôi mới mua cái máy đo huyết áp này nè, có hơn 300 ngàn thôi đó ông. Bà mua rẻ vậy có tin được không? Ông yên tâm, cái này của Lucky hả, được Bộ Y tế cấp phép bán đó. Mà cái máy này nhỏ vậy rồi xài có mau hư không vậy? Nhỏ nó mới dễ xài, người ta bảo hành cho mình tới 3 năm lận á. Vậy mà máy nhỏ đấy đi làm hết ở nhà ai đo cho tôi đây? Trời ơi ông khỏi lo, cái máy này tự đo được, để tôi đo cho ông coi. Đó, đeo vô tay nè ha, rồi cái mình bấm cái nút start. Đó, đợi chừng 1 phút á là mình đọc kết quả nè. Ông thấy không, chỉ số huyết áp tối đa của tôi là 136 nè, tối thiểu là 79 nè, và nhịp tim của tôi là 73 đó. Vậy là tốt quá rồi. Cái máy này nó hay quá như vậy mà đo có chính xác không vậy bà? Bảo đảm chính xác luôn, cái này một công nghệ của Đức đó, nhiều người sử dụng lắm. Vậy để tôi đặt về đo hàng ngày cho yên tâm nha. Chương trình khuyến mãi giảm 50% tháng này. Mua máy chính hãng gọi ngay, số điện thoại 0368683519.